Còn chúng ta đang làm gì đó? Cho chị một ly với, chị hết tiền lẻ rồi. Dạ. Chơi xin xả luôn. Đây đây, chúng ta đang uống siro đá bào trở về tuổi thơ. Đây. Đây, anh chèo Huy nó dắt hết rồi, chắc cho nó trước đi. Dạ dí theo nắp muối á. Ủa đâu chúng ta ngồi bên kia hả? Dạ. Ủa sao qua bên đó ngồi luôn rồi. Thảo đá rồi. Đây cho mình quay đá bèo đây. Ra bên cấp kia chị, bên cấp kia chị. Chị thấy không? Không mình luồn sau lưng. Còn nhớ không lên đây. Dạ trên đây mà. Ủa này này sữa tươi con trâu đừng đem. Ở trong cái này 3 năm, 3 4 năm. Đây. Xe con bỏ vậy? Xe. Ha, ông đây qua đây. Một người chuyển tay, còn mình là nhiệm vụ quay. Quay ông. Rồi, đây qua đây. Ê, em chưa ăn, em ăn chưa? Dạ. Nước không? Có, em sẵn lên. Chị chưa có bé. Còn mấy ly nữa. Quay lại như em ra mà cười. Chị ơi. Quay cái mặt ông. Quay cái mặt ngay đang mà cười cái coi. 1, 2, 3, cử cái coi. Đúng chưa. Đúng rồi. Uống siro đá bào mà xài tận 500 luôn ghê không? Nè, cực kỳ đó. Em. Cần tiền đâu mà thở đây. Thua. Không có tờ này. Này, này mở ba lô mình có tờ 200. Sao được lớn chị. Em về. Nó dẫn lên nữa. 8 chị lấy. 8, 2, 5.